mùi rất là tinh mà màu thì xả lên đâu thì xanh liếc lên đấy, nước xả ra như thế này, nhưng mà bên em vẫn phải tích trữ lại bởi vì là thỉnh thoảng là nó hay bị mất nước, mà cũng tổng hợp các loại mùi mà em không hiểu nữa, có cả mùi clo da ven rồi nó hơi khắc khẩm nữa. Nước chuyển màu bốc mùi tẩy rửa, chẳng biết nước sạch hay bẩn, nhưng nguồn nước bất thường thì ai cũng cảm nhận được. Bởi thế mẹ con chị Thúy đột nhiên mẩn ngứa khắp cơ thể. Cháu thì ngứa ngày quấy khóc xong rồi bị đỏ hết người đấy, nhờ mà bôi bao nhiêu thuốc cháu cũng không thể đỡ được đấy. Tôi cũng bị rất chi là nhiều ở tay. Mùi cờ lo là rất là nồng nặc luôn. Và khi mà tôi cho nước để tôi rửa mặt thì thấy là rất là cay mắt luôn. Và bỏ tiền ra mua nước sạch nhưng mà chúng tôi lại phải dùng nước bẩn nên là chúng tôi rất là bức xúc ạ. Tiền nước hàng tháng vẫn phải đóng, nhưng nhiều người lại không dám dùng. Còn nếu đánh liều sử dụng thì ắt phải xoay sở cách khác. Hệ thống này nhà tôi là mời sắm, từ khi là nước bắt đầu có vấn đề là tôi phải sắm cấp bách ngay để dùng, để đảm bảo cho cái nguồn nước sinh hoạt. Đây là giải pháp tạm thời, tôi cũng mong đỡ được phần nào hay phần đấy. Không phải ai cũng dám đánh cực sức khỏe, nên chỉ còn cách mua nước tinh khiết về dùng. Những ngày này, nước là mặt hàng khan hiếm tại khu đô thị này. Ngày nào mình phải đi ship nước cái này, nhập hàng mỗi ngày hàng trăm bình nước. Gia đình ngày nào cũng phải mua nước, một ngày trung bình 2 bình nước, hơn một tuần nay. Trung bình là gần 1 triệu để mua nước. Chúng tôi là hiện tại là bây giờ chúng tôi đang phải đi lo từng giọt nước một. 7.000 hộ dân của 26 tòa tại khu đô thị Thanh Hà đang rơi vào tình cảnh nước có như không. Khởi nguồn là bị mất nước và sau đó nguồn nước lại xuất hiện. Đáng nói, đây không phải là lần đầu tiên khu vực này xảy ra tình trạng này. Đấy, nguồn nước có thể nói trên thành phố Hà Nội nói chung ấy, thì nó cũng còn thiếu, chứ không riêng gì cục bộ đô thị Thanh Hà cả. Thì bà con cũng phải có những cái thông cảm và chia sẻ với lại coi như vậy chỗ công ty nước. Thôi thì coi như vậy để làm sao mà cái quá trình coi như vậy nếu nó có xảy ra như vậy thì cũng cả hai bên thì coi như vậy cùng tìm được những cái tiếng nói chung với nhau. Chưa tìm được tiếng nói chung nên người dân đứng ngồi không yên. Bởi đến nay đã hơn một tuần nhưng nước sinh hoạt tại đây vẫn chưa có dấu hiệu cải thiện. Bất bình về nguồn nước, bất an về sức khỏe, một cuộc đối thoại nhanh chóng đã diễn ra giữa người dân và đại diện hai đơn vị cung cấp nước là Công ty Cổ phần Thanh Hà và Công ty Cổ phần Nước sạch Nam Hà Nội. Do nguồn cung thiếu nên là các đơn vị này đang phải tạm thời bố trí nguồn nước ngầm khai thác tại chỗ để bù phần nước mặt bị thiếu để cung cấp nước cho người dân. Thế nhưng, liệu nguồn nước này có đảm bảo chất lượng? Có 63 ngày. Hàng chục người tập trung theo dõi cuộc đối thoại liên quan đến chất lượng nguồn nước ở khu đô thị Thanh Hà. Đại diện Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà cho biết, sở dĩ dẫn đến tình trạng thiếu nước là do thiếu nguồn nước mặt. Nhà máy nước sạch sông Đuống cấp chỉ được 700 mét khối một ngày đêm, trong khi bình thường khoảng 2.000 mét khối một ngày đêm. Do đó công ty chỉ còn cách sử dụng nước ngầm tại chỗ. Trong cái giai đoạn nó tức thời, tức đến nên là xử lý về vi sinh, chứ không phải là xử lý về tức là chỉ có là bơm nước lên xong là lọc không. Khi mà cái nguồn nó tăng lên lớn, nâng cái tỷ lệ amoli lên, tức là amoli nó bị cao lên thôi. Thế còn sau đó rồi thì là nó sẽ trở về tức là trở lại bình thường. Dân hợp đồng với công ty nước sạch đó là khi thiếu về lượng nhưng không giảm về chất, dân có đồng ý với em là trong hợp đồng quy định điều này không ạ? Đó là vẫn đảm bảo chất lượng của nước sạch. Vậy thì bây giờ câu trả lời của anh Trình, cái việc đấy quá gấp dẫn đến cái việc là nó ảnh hưởng đến chất lượng nước. Trong cái thời gian đấy, giả sử có những vấn đề nghiêm trọng xảy ra thì ai là người biết, ai là người chịu trách nhiệm? Chưa biết ai chịu trách nhiệm nên người dân đã tự có trách nhiệm với chính mình, chủ động lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Đây là cái mẫu nước mà phòng thí nghiệm nhận được ngày 6/10/2023. Thì qua phân tích kiểm nghiệm thì chúng tôi thấy một số những cái chỉ tiêu vượt so với quy chuẩn cho phép. Ví dụ như amoni, arsen thì nó có thể gây ngứa ngáy. Sử dụng lâu dài nguy cơ ung thư cao. Và mắt thường thì chúng ta không thể quan sát thấy được những cái độc tố này. Ngay sau đó, Công ty Cổ phần Nước sạch Thanh Hà cũng lấy mẫu nước đi xét nghiệm. Đáng nói, thời điểm lấy mẫu chỉ cách nhau một ngày, nhưng kết quả hai bên lại chênh lệch khá lớn. Các chỉ số xét nghiệm của người dân lấy mẫu đều vượt ngưỡng cho phép gấp nhiều lần so với kết quả của đơn vị cung cấp nước. Chưa biết nước sạch liệu có sạch hay không, nhưng hàng ngày người dân vẫn phải sử dụng nước trong sự lo lắng.
mình vẫn bắt buộc phải dùng để ăn uống rồi là làm các cái hoạt động tắm giặt các thứ, bởi vì nước thì cũng mua rồi, có một nguồn nước duy nhất thôi nên là không còn cách nào khác. Để tìm ra giải pháp tháo gỡ đang là bài toán nan giải, bởi hai đơn vị cung cấp nước cho khu đô thị Thanh Hà đang phải phụ thuộc vào đơn vị phân phối. Nhưng ngặt nỗi, đơn vị phân phối cũng không đủ nước sinh hoạt để cung cấp. Về lâu dài, các công ty cung cấp nước mong muốn có được nguồn nước tập trung, dẫn nước trực tiếp về tới khu đô thị để chủ động đảm bảo số lượng và chất lượng nước. Hiện các sở ngành và đơn vị liên quan tại thành phố Hà Nội đang lên phương án và tìm hướng xử lý cho vấn đề này.